Rồi, hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái con máy này ha. Con máy là Bentax Optixon là 330. Thì con này là dòng xưa nha. Độ phân giải cho nó là 3.20 kHz thôi. Thì con máy này nó có cái màn hình này nè. Đó, màn hình này nó có thể gì? Thì máy này nó sử dụng là hai viên pin AA đây. Bên này là trừ, bên này là cộng ha. Đó, nó có để đây nè. Rồi. Máy này sử dụng cái thẻ này là thẻ CS. Thì muốn lấy thẻ ra thì nó có cái chốt ở đây nè. Nó có chốt này, chúng ta nhấn xuống chúng ta mới lấy ra được ha. Đó. Rồi. Rồi chúng ta mở nguồn nè, mở nguồn nó nằm đây nè. Đó, mở nguồn. Khi mở nguồn lên thì nó hỏi chúng ta có set up lại cái ngày tháng không, cũng đặt là đặt ngày tháng, nhưng mà chúng ta nhấn menu, chúng ta thoát khỏi chương trình đi cho nó mau. Khi mở nguồn lên thì ở đây nó có đèn chớp chớp chớp, đây là nó có cái tụ trong máy để mà tích nó tích điện lên để mà nó đánh cho cái last, để mà mình chụp mà nó tối này mình là last nó sẽ nhá, đó là cái tụ đó, là nó đợi mấy giây. Rồi zoom in nè, zoom out nè ha. Last on off nè. Rồi này vô menu nè. Cái máy này nó sẽ có hai cái điểm nhìn, một là nhìn đây, hai là nhìn đây. Thì chúng ta nếu mà chúng ta muốn nhìn trong trong cái wheel ngắm ở trên này, hay là nhìn màn hình LCD, thì chúng ta tắt cái chỗ này. Đó, nó có điểm này nè, đó nhấn vô là mở nè, nhấn vô hai cái nữa là tắt. Đó, thấy chưa? Thành ra là mình nhìn ở đây á, nhìn ở trong này thì nó sẽ đỡ hao pin hơn, cái hai nó cũng hơi chuyên nghiệp hơn. Thì con máy này có cái màn hình nó thì nó sẽ lật ra được như thế này ha, để mình nhìn đây nè. Đó, màn hình của nó vậy ha, nó chỉ bẻ ra được vậy thôi chứ nó không có được xây các hướng nữa, như vậy thôi. Rồi để mình chụp thử ha. Đầu tiên là mình zoom vô nè, đó mình zoom vô bố cục, zoom vô nè. Rồi cảm thấy cái bố cục ok cái mình nhấp nhẹ cái để lấy nét ha, nhấp nhẹ cái lấy nét cái mình chụp luôn nè. À. Đó. Rồi bây giờ mình muốn muốn mở đèn lên luôn nè. Đây chụp xem đánh đèn luôn nè. Rồi. 2 3. Đó, hay giờ. Đây tấm ảnh chúng ta đã chụp. Xem lại xem. Xem lại chỗ nào ta. Dù mình muốn xem lại ảnh này mình nhấn vô đó nè, đó, nhấn vô cái giữa ngay tầm luôn chữ ok là nó sẽ xem lại ảnh. Rồi nhấn qua nè, nhấn lại nè. Đó. Rồi thí dụ như tấm này không đẹp mình muốn xóa nó thì nhấn vô chỗ này nó có biểu tượng thùng rác này, nhấn vô đây xóa nó. Máy có ngôn ngữ tiếng Anh nè, để mình set về tiếng Anh ra. Rồi mình muốn set về tiếng Anh mình nhấn vô menu ha, xong mình chọn cái bước này, chọn qua đây đó, mình mới đi xuống hàng này nè, mình gặp cái chữ tài nè, đó cái chữ tàu á, là mình đi xuống rồi mình chọn ngôn ngữ là tiếng Anh đi nha. Đó, giờ menu là tiếng Anh này. Được chưa? Rồi, ok ha, máy mượt mà ha. À, khi mà chúng ta không xài nữa thì chúng ta nhớ lấy pin ra nha, để pin mấy cái pin này là để trong máy lâu ngày nó chảy pin nó hư máy luôn á, thành ra là mình phải lưu ý cho đó.